lick ngay tốt hôm, trong giấc ngủ, có thể bạn mơ thấy bị bắn nhưng không chết, mơ thấy gương mặt mình cháy đen sau vụ nổ, hay bất kỳ giấc mơ nào liên quan đến súng đạn cũng sẽ khiến bạn hoang mang, lo lắng. Vậy mơ thấy súng đạn và cháy nổ có ý nghĩa gì? Súng đạn ai cũng biết, có thể xem qua hình ảnh, xem trên các phương tiện thông tin đại chúng. Súng mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng kèm theo vô vàn những tội lỗi. Súng dùng để bảo vệ bản thân, chiến đấu bảo vệ đất nước, nhưng một khi viên đạn được bắn ra, sự sống của con người sẽ kết thúc. Do đó, súng đạn là thứ mà nhân loại hòa bình không một ai ưa chuộng. Giấc mơ thấy súng đạn kèm theo sự chết chóc, đổ máu là những cảm giác đáng sợ và đầy tội lỗi. Vậy những giấc mơ liên quan đến súng đạn và chất cháy nổ có ý nghĩa gì? Theo giải mã giấc mơ, nếu bạn nằm mơ thấy một vụ nổ súng, điều này cho thấy bạn đã thiết lập được một mục tiêu nào đó trong cuộc sống của mình. Bạn đang lập kế hoạch và quyết tâm đạt được mục tiêu của mình. Nằm mơ thấy mình bị súng bắn là giấc mơ báo hiệu rằng bạn đang phải đối đầu với một số vấn đề trở ngại và xung đột trong cuộc sống thực tại. Có thể bạn đang cảm thấy mình trở thành nạn nhân trong một số tình huống. Do đó, bạn cần có óc quan sát tinh tế, nhìn nhận và giải quyết mọi chuyện sao cho hợp lý nhất. Nếu bạn mơ thấy một người nào đó đang bắn bạn từ phía sau lưng, điều này ngụ ý rằng bạn đang bị nghi ngờ bởi một số người thân xung quanh, bạn nghĩ họ sẽ gây hại cho hạnh phúc của mình. Giấc mơ này cũng báo hiệu rằng bạn đừng quá tin tưởng vào người khác vì bạn có thể sẽ bị lừa gạt. Nếu trong giấc mơ bạn mơ thấy mình đang dùng một khẩu súng để bắn người, điều này cho thấy rằng bạn đang có một cảm xúc giận dữ đối với người đó mà bạn không thể hiện ra bên ngoài. Nếu người bị bạn bắn súng vào là một người lạ, thì điều này ám chỉ rằng bạn đang từ chối việc nhìn nhận các khía cạnh của bản thân mà bạn đã không hiểu. Mơ thấy súng đạn là thế, nhưng giấc mơ về người lính lại ẩn chứa điều may mắn. Súng biểu tượng cho quyền lực, sức mạnh. Giấc mơ thấy mình thích chơi súng dự báo trước những mối lo ngại liên quan đến danh thế, địa vị do khẩu súng có thể gây thương tích dẫn đến chết người. Người mơ thấy súng đạn thường có cảm giác sợ sệt. Gương mặt người nằm mơ cháy đen sau vụ nổ súng hay bom đạn, dự báo người ấy sẽ bị tố cáo hay chỉ trích. Mơ thấy cảnh bom đạn vang nổ khắp nơi, bốn bể lửa cháy dữ dội, dự báo bạn bè xấu sẽ lợi dụng danh tiếng của người nằm mơ làm chuyện không chính đáng. Với nữ giới, nếu mơ thấy cảnh cháy nổ, hãy cẩn thận với mưu đồ đen tối của người khác giới. Tiềm thức đã lấy cảnh cháy nổ tượng trưng cho hậu quả nghiêm trọng của sự tổn hại. Hiện trường vụ cháy nổ khủng khiếp trong mơ cho thấy tinh thần tổn thương của người nằm mơ từ trong tiềm thức, hoặc sẽ phải gánh chịu tổn thất do những hành vi không chính đáng của bạn bè gây ra, hay trạng thái không hài lòng trong công việc và sự nghiệp. Giấc mơ thấy mình dẫm chân trên lửa, lên súng đạn và tháo chạy cho thấy bạn có khả năng hoàn thành những công việc mà người khác không thể, đồng thời còn có một sức khỏe tốt. Nếu mơ thấy mình không thể chịu đựng cái nóng cháy ra của lửa, cho thấy quyền lợi của bạn sẽ bị tổn hại. Mình bắn súng lục thì đánh số 61 chiêm bao thấy súng AK, đánh số 86781. Nằm mơ thấy súng B40 thì đánh số 18 64782. Nếu thấy súng bắn dài thì đánh số 68783. Mơ thấy súng hơi đánh số 00 97T.H cùng khám phá bí ẩn.